Tổng Liên đoàn Lao động móc túi công nhân, thưởng Tết công nhân rồi lại ép họ văng tiền ra. Liên đoàn Lao động Việt Nam không như công đoàn ở các quốc gia dân chủ. Công đoàn và nghiệp đoàn ở các quốc gia dân chủ là những tổ chức dân sự do dân tự lập ra, tự đặt ra nội quy hoạt động và tự vận động kinh phí, miễn sao không vi phạm pháp luật. Vì thế, công đoàn ở các nước này họ thực sự bảo vệ quyền lợi của giai cấp công nhân và lao động. Tại Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động do Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập và là cánh tay nối dài của Đảng. Vì vậy, bản chất của các hình thức hoạt động của liên đoàn này cũng rất cộng sản. Nghĩa là họ hô hào khẩu hiệu để che đậy cho mục đích chính trị và vai trò tay sai. Liên đoàn Lao động tự nhận là bảo vệ quyền lợi công nhân, nhưng thực chất họ thực hiện vai trò tai mắt cho Đảng. Họ quan sát trong tầng lớp lao động, nếu có tụ tập biểu tình, đình công thì báo chí và cho chính quyền để báo và để kéo công nhân, công an tới trấn áp. Không bao giờ liên đoàn lắng nghe ý kiến của công nhân và truyền đạt những ý kiến này lên nhà nước, yêu cầu thực hiện nguyện vọng của công nhân. Công nhân cần mua những bó rau, cân thịt và vỉ trứng để ăn hàng ngày Tết, chứ họ không cần mua hàng trên Shopee và Tiki. Vì liên đoàn nhân danh bảo vệ quyền lợi công nhân, nên họ bắt buộc doanh nghiệp phải trích 2% quỹ tiền lương để đóng phí cho họ. Điều này có quy định trong Điều 5 Nghị định 191. Nếu tính trên lực lượng lao động trong một đất nước 100 triệu dân, thì phí công đoàn là khoản tiền rất lớn. Ngoài số tiền chấn lột của người lao động, Tổng Liên đoàn còn được Đảng chi cho 271 tỷ đồng, theo Nghị định số 105 về việc phân bổ ngân sách trung ương năm 2024. Những ngày cận kề, công nhân cần có những đồng tiền thưởng Tết, dù ít ỏi nhưng cũng là niềm an ủi, bởi năm nay kinh tế Việt Nam xuống dốc thê thảm. Ai không mất việc đã là rất may mắn rồi. Năm nào cũng thế, Tổng Liên đoàn Lao động trích tiền thưởng Tết cho công nhân. Số tiền này thực chất là trích từ tiền mà Tổng Liên đoàn Lao động đã thu từ tiền lương của công nhân. Đấy là tiền của công nhân chứ chẳng phải tiền của Tổng Liên đoàn. Tuy nhiên, trên danh nghĩa thì Tổng Liên đoàn Lao động nói là họ tặng quà Tết. Năm nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng quà Tết cho công nhân ở mức 300.000 đồng mỗi người. Tuy nhiên, lần này Tổng Liên đoàn Lao động lại dở thủ đoạn, cố tình đưa ra thủ tục rườm rà bắt buộc công nhân phải thực hiện theo để khiến cho các doanh nghiệp và công nhân phải bỏ cuộc. Nếu có người kiên trì vượt qua được hàng rào thủ tục để nhận tiền, thì Tổng Liên đoàn Lao động lại ép phải mở tài khoản mới tại công ty tài chính HD Sài Gòn, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giới thiệu và hợp tác, rồi công nhân phải dùng 300.000 đồng đó để mua hàng hóa trên các sàn giao dịch thương mại điện tử như Shopee hoặc Tiki. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giờ thủ đoạn bẩn, quần cho công nhân nản, không muốn nhận 300.000 nữa. Khi đồng tiền ở trong tay người có trách nhiệm với dân, thì chắc chắn họ sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho dân tiếp cận và dễ dàng nhận lấy. Tuy nhiên, khi tiền rơi vào tay những kẻ tham lam, thì bằng cách này hay cách khác, họ sẽ không để nó rơi vào tay của người lao động. Trong trường hợp này, Tổng Liên đoàn Lao động dựng hàng rào, thủ tục để mà chặn tiền không đến được với tay công nhân. Đồng thời, họ kết hợp với công ty HD Sài Gòn, Shopee, Tiki để vét lại những đồng tiền chẳng may vượt rào, thủ tục rơi vào tay công nhân. Thực tế, khi nhận được tiền thưởng, người công nhân cần mua thịt, trứng để ăn trong mấy ngày Tết. Đây là nhu cầu thiết yếu của người lao động. Tuy nhiên, sàn thương mại điện tử Shopee và Tiki không bán những thứ này. Vậy thử hỏi, ép công nhân mua những thứ họ không cần thì khác nào ép công nhân phải vứt đi tiền thưởng của họ. Tổng Liên đoàn Lao động ngày một tham lam, họ được sinh ra để làm tay sai cho Đảng. Giám sát công nhân, họ ăn trên mồ hôi, nước mắt của người lao động, rồi họ lại còn tìm cách vét trở lại tiền thưởng Tết cho công nhân. Một tổ chức vốn là cánh tay nối dài của Đảng, bị nó bất nhân như thế đấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Tổng Liên đoàn Lao động móc túi công nhân, thưởng Tết công nhân rồi ép họ văng tiền ra. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn, khuynh đảo Bộ Quốc phòng, Ngô Xuân Lịch và Đinh Tiến Dũng tiếp tay. Những gói thầu mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã trúng trên khắp Việt Nam chỉ là bề nổi của công ty IEC mà thôi. Báo chí nước ngoài đề cập đến vai trò của bà Nhàn trong việc môi giới mua bán vũ khí giữa Israel và Việt Nam. Trong Bộ Quốc phòng hiện nay có hai phe. Một phe thì trung thành với nhà cung cấp vũ khí Nga, phe còn lại thì muốn mua vũ khí của phương Tây với nhiều ưu việt hơn. Năm 2015, Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Barack Obama đã ký lệnh xóa bỏ cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam. Nghĩa là Mỹ đã mở đường cho Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp cận với vũ khí tối tân của Mỹ. Sau đó, Việt Nam đã có tiếp xúc với Mỹ để đặt vấn đề mua vũ khí. Tuy nhiên, hợp đồng đổ vỡ khi Việt Nam đặt vấn đề với Mỹ nâng khống giá hợp đồng, rồi ngắt phần trăm lãi quả cho những quan chức Việt Nam lên đến 25% tổng giá trị hợp đồng. Đây là một số tiền rất lớn khi mỗi hợp đồng hàng tỷ đô la thì quan chức đút túi 250 triệu đô la. Vì lý do này mà phía Mỹ không làm ăn với Đảng Cộng sản Việt Nam về buôn bán vũ khí. Ông Ngô Xuân Lịch, người đã để IEC của bà Nhàn nhảy vào lĩnh vực mua bán vũ khí quân dụng. Làm ăn trực tiếp với Mỹ không được, nhưng có thể làm ăn với đồng minh của Mỹ như Israel. Bởi vũ khí Israel có một phần chuyển giao công nghệ từ Mỹ, và đó cũng là nhà cung cấp vũ khí dễ tính hơn Mỹ. Thời điểm Bộ Quốc phòng Việt Nam có chủ trương kết nối với Israel là thời ông Ngô Xuân Lịch làm Bộ trưởng và ông Phan Văn Giang là Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, kiêm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Theo thông tin cho biết, bà Nhàn là tình nhân của ông Phan Văn Giang trong giai đoạn Bộ Quốc phòng chuyển hướng sang mua vũ khí của Israel. Chưa biết đúng hay sai, cần phải kiểm chứng thêm. Lúc này, Bộ Quốc phòng cần một doanh nghiệp đại diện để nhập vũ khí về cho Việt Nam. Thời điểm đó, Bộ Quốc phòng có hai doanh nghiệp được cho là đầu tàu chuyên nhập vũ khí về quân đội, đó là Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Vạn Xuân và Suco và Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng GIT. Tuy nhiên, hai doanh nghiệp lâu đời này thân với nhóm lợi ích nhập vũ khí từ Nga, nên nếu giao vai trò nhập khẩu vũ khí phương Tây cho nhóm này thì sẽ khiến cho miếng bánh lại quả khi mua vũ khí bị chia năm xẻ bảy với mối lợi rất khủng. Vì vậy, nhóm của ông Ngô Xuân Lịch, Phan Văn Giang cần một doanh nghiệp mới mà trong đó chính họ phải ăn trọn phần lãi quả. Ông Đinh Tiến Dũng, người đảm bảo cấp vốn cho IEC nhập vũ khí về cho Việt Nam. Sẵn có người tình làm chủ doanh nghiệp chuyên thực hiện các dự án vốn ngân sách, ông Phan Văn Giang được cho rằng đề xuất đưa IEC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vào và được Ngô Xuân Lịch chấp nhận. Trong nhóm lợi ích mới này, ngoài hai nhân vật đứng đầu Bộ Quốc phòng vừa nêu, còn có Thiếu tướng Lưu Sĩ Quý, Cục trưởng Cục Tài chính Quân đội Nhân dân Việt Nam, và thêm một nhân vật duyệt cấp vốn cho IEC để mua vũ khí, đó chính là Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính khi đó. Dòng vốn được khai thông từ Đinh Tiến Dũng rót vào tay Lưu Sĩ Quý. Nhiệm vụ của Lưu Sĩ Quý là ngăn cản hai doanh nghiệp Vasuco và Kiết nhúng tay vào, hướng dòng vốn chảy vào IEC của bà Nhàn. Bà Nhàn được ông Ngô Xuân Lịch và ông Phan Văn Giang tin tưởng giao cho vai trò môi giới nhập khẩu vũ khí về cho Bộ Quốc phòng. Một nguồn tin riêng cho biết việc kết nối trực tiếp giữa Israel và Bộ Quốc phòng là điều đơn giản nhưng cần phải có môi giới, bởi môi giới là nơi nhận tiền, nâng giá rồi chia lại quả. Đó cũng là chi phí được cho là hợp pháp đối với bên bán, còn nếu nâng khống và thối lại tiền trực tiếp không có môi giới thì sẽ rất khó giải trình. Vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tại Bộ Quốc phòng rất lớn và rất nghiêm trọng, liệu ông Tổng có dám khôi ra hay không? Hiện nay, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang lấy cớ từ sai phạm của IEC trong các gói thầu của chính quyền các tỉnh để mà tóm bà Nhàn. Khi có bà Nhàn trong tay thì sẽ tiếp tục khôi ra vụ bà Nhàn làm môi giới cho Bộ Quốc phòng. Nhưng vụ này sẽ chỉ làm kín bởi đây là vấn đề liên quan đến nhiều bí mật quốc gia không thể công khai, vì nó dính líu đến rất nhiều những loại vũ khí bí mật mà Việt Nam đã đặt mua của nước ngoài, đặc biệt là từ Israel. Bộ Quốc phòng là nơi cần phải giữ nhiều bí mật, mang tính sống còn đối với vấn đề bảo vệ đất nước. Việc đưa một doanh nghiệp bên ngoài nhảy vào, giành lấy vai trò nhập vũ khí là cách mà Ngô Xuân Lịch và Phan Văn Giang đem bí mật quốc phòng trao vào tay doanh nghiệp bên ngoài.
Tội của nhóm lợi ích này rất lớn, vậy ông Tổng bao giờ mới cho sở gáy đến những nhân vật như vậy? Và tại sao phải chờ tóm bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn mà không làm ngay? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Nguyễn Thị Thanh Nhàn khuynh đảo Bộ Quốc phòng, Ngô Xuân Lịch và Đinh Tiến Dũng tiếp tay hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đê.